Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Quen TV. Và hôm nay Quen TV xin giới thiệu với các bạn một MV đang làm mưa làm gió trên tác thịnh hành thế giới. Số 1 thế giới đó là MV ca khúc Hãy Trao Cho Anh của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Ca sĩ Sơn Tùng MTP sinh năm 1994, là người quê gốc ở Thái Bình. Anh có rất nhiều bản hit và nổi tiếng toàn thế giới. Và fan hâm mộ của anh là cũng dày đặc khắp thế giới. Và sau đây chúng ta cùng tìm hiểu những ca khúc Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng MTP đã phá những kỷ lục, xô đổ những kỷ lục nào nhé. Đây như ở trên báo đọc báo.vn thì đã có cái thống kê về sau khi 12 tiếng sau khi Sơn Tùng MTP thả xích MV Hãy Trao Cho Anh thì đã đứng top số 1 Việt Nam, là số 1 châu Á và số 1 thế giới, còn nhiều hơn nữa. Thế là MV này hiện tại vẫn đang từng giờ nó xô đổ mọi kỷ lục. Đấy, chỉ bài báo có nêu là chỉ sau 12 tiếng ra mắt, MV Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng MTP đã càn quét khắp thế giới với thành tích cực khủng. Anh có màn quay trở lại ấn tượng đẳng cấp thế giới khi gặt hái được nhiều con số khủng chỉ sau 12 tiếng. Đây, cô nói là Hãy Trao Cho Anh chỉ mất vỏn vẹn 6 tiếng để vươn lên vị trí top 1 trending. Cho tới nay MV đã có 12 triệu, đấy là thống kê lúc bài báo được viết ra, 1,2 triệu like và hơn 180.000 bình luận. Thành tích này đã vượt xa kỷ lục trước đó của chính anh, của bài Chạy Ngay Đi chỉ đạt 7 triệu view sau 12 giờ phát hành. Các bạn có thể đón xem cái thống kê này trên cái bài trên đồng báo.vn. Tôi sẽ gắn cái đường link này của trong cái bài viết dưới video này. Đây, ở trong này có thành tích quốc tế, Sơn Tùng MTP đã xuất sắc sở hữu MV được nhiều người xem nhất thế giới trong ngày 1 tháng 7, đứng thứ 14 trên top trending YouTube toàn cầu. Ở khu vực châu lục thì Sơn Tùng nghiêm nhiên sở hữu MV được xem nhiều nhất châu Á vào ngày 1 tháng 7. Hãy Trao Cho Anh đã lập nên những kỷ lục lịch sử của làng nhạc Việt và phá vỡ kỷ lục của chính Sơn Tùng nắm giữ trước đó. Nghĩa là đạt 1 triệu view chỉ trong 8 phút, 2 triệu view trong vòng 14 phút, 6 triệu view trong 1 giờ 15 phút, 10 triệu view trong 3 giờ 17 phút. Đấy là tính theo thời gian thực tế. Đây. Sau khi ca khúc này đang rầm rộ được mọi người đón nhận và xem đi xem lại thì những citizen ở cộng đồng Việt Nam đã ngồi và cũng xoay ra nhiều cái điều thú vị ở trong MV này. Ví dụ ngay trong bài cũng đưa ra là dân mạng phát hiện ra sạn siêu to khổng lồ trong MV của Sơn Tùng. Nghĩa là có một nhân vật núp sau cánh cửa ngắm vòng vàng diễn viên nữ là ai? Thì đây, ở bài báo này cũng nêu ra là trong cái MV này có một cái sạn lỗi nhỏ là có một cái nhân vật mặc áo vàng và anh đứng nấp sau cánh cửa ở phút, cụ thể ở phút 2 phút 34 của MV, trong cảnh quay những cô gái đẹp nóng bỏng đang bước vào căn biệt thự, một nhân vật áo vàng đầy bí ẩn đã xuất hiện núp sau cánh cửa sắt. Không rõ anh này đang làm gì, song nhiều cư dân mạng hài hước cho rằng anh ta núp ở đó để ngắm vòng ba ở những cô gái xinh đẹp này. Đấy, rất nhiều bình luận rất là vui vẻ ở đây. Thánh soi, rồi là Vina soi, Vi đỉnh cao. Đây là một cái sạn nhỏ nhỏ trong MV thôi. Và trên cái trang báo này cũng đưa ra một số cái thống kê như là với MV Hãy Trao Cho Anh, Sơn Tùng MTP đã phá vỡ kỷ lục 10 triệu view của chính mình trong thời gian bao lâu. Đấy. Nghĩa là sau 3 tiếng 17 phút kể từ khi lên sóng thì cái MV Hãy Trao Cho Anh đã xuất sắc cán mốc 10 triệu view. Đây là cái lượng real time, nghĩa là lượng thực tế được tính đến thời điểm hiện tại và cập nhật qua hệ thống Analytics Real Time của YouTube.
Như vậy là kết quả này, Sơn Tùng MTP đã tự phá vỡ kỷ lục của chính mình với MV Chạy Ngay Đi ra mắt vào tháng 8 năm 2018. Như vậy với kết quả này, Sơn Tùng MTP đã tự phá vỡ kỷ lục của mình với MV Chạy Ngay Đi ra mắt tháng 5 năm 2018. Thì ca khúc Chạy Ngay Đi để mất 14 tiếng rưỡi để đạt được 10 triệu view. Trong khi đó, Hãy Trao Cho Anh đạt thành tích này trong thời gian nhanh gấp 4 lần. Hiện tại thì cái ca khúc So Với Thế Giới, thì cái MV Me của Taylor Swift đang đứng đầu với 2 giờ 30 phút để cán mốc 10 triệu view. Và đứng thứ hai là cái ca khúc Boy Is Blue của BTS, 2 giờ 51 phút. Đấy, nếu mà số view trên của Hãy Trao Cho Anh Sơn Tùng chính thức được xác nhận thì sẽ lọt vào top 3 nghệ sĩ có MV đạt 10 triệu lượt xem nhanh nhất thế giới. Thì chúng ta hãy chờ đợi xem sao, vì YouTube họ chỉ cập nhật sau vòng 3 ngày thì mới chính xác được. Đấy, MV Hãy Trao Cho Anh đã phá vỡ kỷ lục của Vpop, đạt 1 triệu, 2 triệu và 4,7 triệu view lần lượt trong 8 phút, 14 phút và 50 phút. Đấy, sản phẩm của chàng ca sĩ gốc Thái Bình cũng xếp thứ 3 trong các MV có lượng view trực tuyến lớn nhất thế giới, được ghi nhận qua hình thức YouTube với 635.000 lượt xem. Chỉ đứng sau Thank You Next này, của Aranina này, của 829.000 lượt view, và Kids Is Love của Blackpink 979.000 lượt view. Thì các khúc Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng MTP vẫn đang hiện tại, vẫn đang chạy và vẫn đang xô đổ mọi kỷ lục. Cứ gần như một tiếng thì các khúc đã đạt 1 triệu view. Và đây, đến thời điểm hiện tại là các khúc đây, số 1 đang đứng ở trên số 1 tab thịnh hành thế giới này, và đạt lên được 26.625.304 lượt xem. Đấy, và công chiếu hôm qua, ngày 1 tháng 7. Vâng, vừa rồi các bạn đã cùng Quen TV tìm hiểu về các khúc đang đứng số tab số 1 tình hình thế giới, là các khúc Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng MTP. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video từ Quen TV. Và để ủng hộ kênh, các bạn hãy ấn nút đăng ký màu đỏ bên dưới tay phải màn hình để luôn nhận được những video mới nhất từ Quen TV. Chúc các bạn sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.